Thì kế tiếp chúng ta nhìn vào một thông tin khác mà thường đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội đó. Đây chính là thông tin liên quan đến là hiện bây giờ chúng ta thấy là cái đường màu đỏ này là đại diện cho bao nhiêu đồng ổn định đang nằm trong những cái ví trên những cái sàn đó. Thì cái số lượng đồng ổn định bây giờ đã lên tới một cái con số mà chúng ta không thể tương tưởng tượng được. Đây là cái số lượng đồng ổn định mà nhiều nhất trong lịch sử À, của những cái sàn giao dịch thì nhiều bạn cũng có nhiều câu hỏi đối với thuận liên quan tới con số này tính như thế nào thật ra mà nói là crypto khoan cũng không có chia sẻ cái cách tính chi tiết nhưng mà chúng ta biết là crypto khoan thì chia sẻ một số những cái thông tin như là liên quan đến mỗi lần mà có ai đó nạp đầu định lên trên sàn đó thì sẽ thu thập lại thông tin đó như là chúng ta thấy là thuận đã từng chia sẻ nhiều thông tin và thường thì nếu như chúng ta có hiện tượng là trong thời gian mà có nhiều đầu ổn định được nạp trên sàn đó thì nhiều người cho là đồng ổn định nạp trên sàn để làm gì để mà đợi có cơ hội để mà đổi đồng định đó thu mua những bitcoin crypto thì bây giờ các bạn thấy được là tình trạng bây giờ là những đồng định trên sàn rất là nhiều có thể nói là trong vòng mấy ngày qua có cái sự tăng trưởng đột ngột bắt đầu từ cái thời điểm là các bạn thấy được là ngày 18 19 tây thì bắt đầu đã có sự tăng trưởng cho đến ngày hôm nay thì điều mình thường muốn nói với các bạn đó là bây giờ có rất là nhiều và rất là nhiều đồng định ở trên sàn nhưng mà họ vẫn chưa có đổi những đồng này qua Bitcoin, qua crypto thì họ trông chờ gì? Nhiều bạn thì cho là có thể là họ chưa muốn mua ở mức này họ muốn đợi cho Bitcoin có cái mức tốt hơn để có thể là thu mua Bitcoin Nhiều bạn thì bây giờ đã nói là chúng ta bắt đầu một mùa đông trong vòng 3 năm tới thì đương nhiên mỗi bạn đều có suy nghĩ khác nhau nhưng mà bản thân thường thường không có cái bằng chứng nào hay là dẫn chứng nào cho thấy là chúng ta đang bước vào một mùa đông kế tiếp Các bạn thấy được là bây giờ giá cả vẫn trên 30.000 cho đến khi nào mà giá cả xuống qua khỏi 30.000 và đóng lại cái nến ngày giữa 30.000 thì chúng ta lúc đó mới xem coi tình hình như thế nào. Nhưng mà các bạn cần phải nên hiểu là chúng ta hiện bây giờ đang có rất nhiều và rất là nhiều độ ổn định trên sàn. Thì về thông tin liên quan đến Bitcoin thì hôm nay có một thông tin lớn đó chính là chúng ta thấy là cái số lượng tiền mà được đầu tư vào những quỹ đầu tư liên quan đến Bitcoin đã tăng rất là nhiều. Có thể nói là trong tuần vừa qua đó cái số lượng tiền mà được đầu tư vào những quỹ đầu tư đã lên tới 1,3 ba tỷ đô la trong vòng chỉ có một tuần mà thôi thì đương nhiên cái số tiền này đã, đã đi vào những công ty lớn như là công ty Grayscale công ty 3IQ, công ty 21Shares đi những công ty mà có những cái quỹ đầu tư liên quan tới Bitcoin và chúng ta thấy được là cái con số 1,3 tỷ đô la này là con số cao nhất hàng tuần mà chúng ta thấy có nghĩa là trong tuần vừa rồi đó có rất là nhiều và rất là nhiều những nhà đầu tư có tiền họ đổ tiền vào trong những quỹ đầu tư liên quan tới Bitcoin và trong đó công ty Grayscale đương nhiên là công ty đứng đầu với tổng cái vốn hóa đầu tư lên tới là 26 tỷ tổng cộng. Hiện bây giờ là họ đang quản lý con số lên tới 26 tỷ đô la Và đương nhiên trong con số này các bạn thì được là 21,6 tỷ. Phần lớn là đầu tư vào cái quỹ đầu tư Bitcoin hiện bây giờ Và chúng ta nhìn vào một số thông tin khác được chia sẻ trong bài viết này đó. Thì 97%, 97% của tất cả cái số tiền 1,3 tỷ đô la như rồi là đầu tư vào những cái quỹ liên quan tới Bitcoin cho nên cái sự hứng thú liên quan tới Bitcoin hiện bây giờ đến từ những tổ chức đầu tư lớn là vẫn còn rất là nhiều. Không có cái dấu hiệu là suy giảm và trên thị trường ngày hôm nay cũng không có những cái thông tin xấu liên quan tới Bitcoin cũng giống như là ngày hôm qua. Thông tin thực sự mà nói là cũng không có nhiều nhưng mà không không nên xấu. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái thông tin khác được chia sẻ. Đây là cái thuyết được chia sẻ bởi Travel Link thì Travel Link À, chia sẻ đó đây là một cái cuộc bỏ phiếu được chia sẻ vào ngày 20 tây tháng 1 năm 2021 như là cách đây khoảng chừng là 6 ngày thì câu hỏi rất đơn giản là từ tháng 1 cho đến bây giờ đó khi mà chúng ta nghe nói tới những cái thông tin liên quan tới công ty Tether à, có thể là bị vấn đề gì đó thì có ai vì lý do này mà hoảng sợ bán Bitcoin hay không thì cái mà thấy được 92,2% của những người mà bỏ phiếu thì nói là chưa bán Bitcoin nào vì thông tin liên quan tới Tether đầu ổn định đó chỉ có 7,8% là nói là đã bán Bitcoin vì thông tin này Thì chúng ta thấy được là cho đến ngày hôm nay Thị trường này vẫn còn rất là nhiều Và rất là nhiều những người mà đã đầu tư từ bấy lâu nay Cho nên cái số lượng người mà lưu trữ Bitcoin lâu dài Thì bây giờ trên thị trường rất là lớn Chúng ta tuy đã thấy cái số lượng những người mới tham gia vào Nhưng mà những người cũ trên thị trường này Thì bây giờ vẫn chiếm cái phần trăm rất là nhiều Nhất là những người cũ trong thị trường này là lưu trữ nhiều Bitcoin Và cho tới ngày hôm nay họ vẫn chưa có cái ý định là sẽ chốt lời ở mức nào bản thân thường cái một cũng đã biết là Thùng vẫn chưa có chốt lời tại vì Thùng vẫn nghĩ đây chưa có phải là lúc chúng ta nhìn vào số những chỉ số đi thì một trong những điều mà chúng ta thấy tốt trong cái khoảng thời gian bịt điều chỉnh này trong khoảng thời gian mà các bạn thấy là trong cái ngày mà từ cái thời gian là ngày 8 tây cho đến ngày hôm nay trong vòng 20 ngày qua 19 ngày qua khi bịt điều chỉnh thì một trong những điều tốt chúng ta thấy được là những cái chỉ số của bịt đang ngồi lại thì trước đó chúng ta nhìn vào chỉ số quan thuộc đó chính là chỉ số NUPL đi. Đây là cái chỉ số mà nhiều bạn cũng hỏi thường. Chỉ số này đó, chủ yếu cho các bạn thấy được đó là cái số lượng, hiểu một cách đơn giản là cái số lượng người mà đang có lời hay là đang có lỗ mà trên giấy tờ đó là bao nhiêu. Đương nhiên càng nhiều người mà có lời trên giấy tờ đó chúng ta sẽ càng thấy cái chỉ số này, cái đường mà có nhiều màu này tăng trưởng. Và khi mà đường này đi vào cái dùng màu xanh dương là dấu hiệu chúng ta đã kết thúc một cái đợt tăng trưởng. Các bạn thấy được là chúng ta thấy giả sử như là cái chỉ số này đã chạm vào cái dùng xanh dương Vào cái thời điểm là tháng 5 của năm 2011 Thì chúng ta thấy được là sau đó chúng ta đã có một cái đợt đi xuống mùa đông của crypto Sau đó các bạn thấy được là năm 2013 cũng tương tự Các bạn thấy được là sau khi mà đi vào dùng màu xanh dương này Thì trong thời gian ngắn đã kết thúc mùa tăng trưởng đó Và ngay cả khi chúng ta nhìn vào cái đợt của năm 2017 đó chỉ cần này đi vào cái vùng màu xanh dương này thôi thì giá cả đã bắt đầu đi vào cái mùa đi xuống có nghĩa là cái mùa đông crypto và chúng ta gần đây em thấy được là cách đây không có lâu thì cái chỉ số này đó đã muốn đi vào vùng màu xanh rồi ngày 8 tây lúc mà giá bitcoin là 42 mươi hai thì lúc đó thường đã chia sẻ với bạn là chúng ta rất là lo lắng chúng ta không muốn thấy bitcoin tiếp tục tăng nữa tại vì nếu bitcoin mà tăng mà đi vào vùng màu xanh này thì đó là một chuyện dấu hiệu cho thấy được chúng ta kết thúc mùa tăng trưởng này rồi có nghĩa là kết thúc sớm nhưng mà cuối cùng giá Bitcoin điều chỉnh trong thời gian 19 ngày qua thì chúng ta cũng thấy là chỉ số này đã nguội lại có có xu hướng đi xuống nhưng mà thật ra mà nói cũng chưa có điều chỉnh xuống nhiều. Chúng ta thực sự muốn thấy cái đường màu xanh lá cây này điều chỉnh trở xuống có thể là xuống tới cái dùng có những cái chấm này trên màn hình. Nhưng mà ít ra thì cũng có cái cuộc điều chỉnh. À, và một bạn khác nữa nói với thường là có một chỉ số khác thì có thể là cũng tương tự nhưng mà dễ nhìn hơn đó chính là cái chỉ số R hodler ratio thì thùng sẽ không có đi chi tiết vào chỉ số này nhưng mà cũng rất là dễ hiểu các bạn thấy được là cái đường mà màu trắng bên dưới này màu xám hay là màu trắng gì tùy theo các bạn nhìn thì cái đường này đó chính là giá cả của bitcoin và bên trên này các bạn thấy được đó chính là cái đường màu vàng đậm cái đường vàng đậm này đó khi mà đi vào cái vùng màu đỏ các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì coi như đây cũng là một dấu hiệu là chúng ta đã gần kết thúc của mùa tăng trưởng và các bạn thấy được đây là điều đã xảy ra vào năm 2011 và đây cũng là điều đã xảy ra vào năm 2013 khi mà cái đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ thì sau đó các bạn thấy được là chúng ta kết thúc mùa tăng trưởng và nói tới năm 2017 đó thì cũng tương tự khi mà các bạn thấy được là cái đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ thì chúng ta coi như là cũng đã gần kết thúc mùa tăng trưởng đó rồi và bây giờ thì cái đường màu vàng này cũng được điều chỉnh xuống có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta vẫn còn một khoảng đường để trước khi mà chạm vào cái dùng màu đỏ này cái đường màu vàng này bây giờ vẫn đang được điều chỉnh đi xuống cũng tương tự như là NUPL. Đó là điều mà chúng ta muốn thấy tại vì chúng ta muốn thấy Bitcoin tiếp tục tăng trưởng lên tới những cái mức mà nhiều bạn mong đợi như là 100.000 đô. Chúng ta bây giờ nhìn vào những cái tài liệu khác mà chúng ta cũng hay nhìn vào. Đây chính là bao nhiêu Bitcoin hiện bây giờ đang có lời. Thì đương nhiên trong đợt điều chỉnh này chúng ta đã thấy là chúng ta đã rời khỏi cái vùng màu đỏ này. Đây là một điều tốt chúng ta không muốn là ai cũng có lời hết. Tại vì nếu như ai cũng có lời thì các bạn cũng đã biết là một những cái nguy hiểm lớn nhất đó chính là khi mà ai không có lời thì chúng ta giống như là đang ngồi trên một cái sự bùng nổ nào đó chỉ cần là có vấn đề nào đó thôi thì tất cả mọi người sẽ chốt lời cùng một lúc thì sẽ dẫn đến giá cả đi xuống rất là mạnh khi mà có người có lời có người không có lời thì không phải ai cũng chốt lời nhưng mà khi mà tất cả đều có lời thì cái cơ hội là bị đâm mạnh tại vì nhiều người chốt lời cùng một lúc là một cái nguy cơ rất là lớn bây giờ ít ra thì chúng ta đã rời khỏi vùng màu đỏ này nghĩa là ít người có lời hơn là thời điểm trước đây hay là chúng ta nhìn vào UTX hay là chúng ta nhìn vào UTXO đi. Đây cũng là một cái tài liệu tương tự nhưng mà tính theo là cái giá Bitcoin di chuyển lần cuối đó là bao nhiêu Bitcoin đó đang có lời thì chúng ta thấy là vẫn còn nằm ở trong cái phạm vi dù màu đỏ này chúng ta thấy vẫn chưa rời khỏi nhưng mà cũng gần rời khỏi rồi. Ở thì bây giờ đó thì dựa theo cái tài liệu này thì 96,01% vẫn còn đang có lời. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm Bitcoin mà có lời đó thì các bạn thấy được chúng ta đã rời khỏi dù màu đỏ thì bây giờ ước tính là 89,18% Vẫn còn đang có lời chúng ta muốn thấy cái phần trăm này xuống còn 80% Còn về cái số lượng Bitcoin mà có thể được lưu thông trên những sàn bây giờ Thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy tình trạng tương tự Có nghĩa là chúng ta thấy được là bây giờ chúng ta vẫn nằm trong cái dùng mà màu hường này Có nghĩa là nhiều Bitcoin hơn được đưa vào những cái ví chữ lạnh Chứ không có mặt ở trên những cái sàn giao dịch Cho nên các bạn thấy được là Bitcoin trên thị trường bây giờ đã trên căn bản là không có nhiều như là trước đây nhưng mà cái số lượng người muốn mua không nhiều bằng người bán bây giờ Dẫn đến là giá cả vẫn tiếp tục đi xuống Và bây giờ đi đi hàng ngang trong những mấy ngày qua Nghĩa là cái lực mua vẫn không đủ mạnh để mà tiếp tục đẩy giá lên Và chúng ta nhìn vào tình hình chung của cái số lượng người mà lưu trữ Bitcoin dài hạn đó Có nghĩa là những Bitcoin nào mà nằm trong cái vùng màu xanh dương này Nghĩa là những Bitcoin đó đã không rời khỏi trong thời gian dài có nghĩa là được tích lũy lâu dài đó trong những cái ví mà họ lưu trữ dài hạn thì đương nhiên cái dùng màu xanh dương này là lớn nhất có nghĩa là có rất nhiều người lưu trữ Bitcoin dài hạn chứ không giống như là cái dùng mà màu hường hay là màu cam các bạn nhìn thấy trên màn hình cái dùng màu cam này đó là những Bitcoin đó có thể di chuyển dễ dàng và dùng màu hường là những Bitcoin đó di chuyển cực kỳ dễ dàng có thể là nằm trong những cái ví nóng hay là những cái ví trên những sàn giao dịch thì đương nhiên là những Bitcoin nào mà nằm trên những ví nóng hay những cái ví trên sàn giao dịch là những Bitcoin là dễ dàng được di chuyển dễ dàng được mua bán nhất những cái Bitcoin nằm trong những cái ví nằm trong cái vùng màu xanh dương này là những Bitcoin nằm trong những cái ví lạnh cho nên khó di chuyển hơn có nghĩa là không có mặt trên thị trường để mà mua bán thì có nhiều bạn hỏi thuận là chúng ta nhìn vào cái vùng màu xanh dương này đi càng ngày thì các bạn thấy là càng có nhiều người lưu trữ Bitcoin dài hạn hơn thì tại sao lại như vậy mặc dù là giá cả lên xuống chúng ta vẫn thấy đó là sự thật trong vòng bao nhiêu năm qua cái vùng màu xanh dương này cứ tiến triển mạnh hơn và mạnh hơn thì có thể là thường chia sẻ với các bạn là Bitcoin đó một cách nhìn đơn giản là bitcoin không biến mất, bitcoin chỉ đơn giản là di chuyển từ người này qua người khác mà thôi. có nghĩa là năm 2013 khi mà chúng ta thấy bitcoin tăng trưởng mạnh thì cũng như là thời điểm của năm 2017 khi mà có nhiều người mới tham gia vào, họ thu mua bitcoin vân vân và họ mua bán liên tục. nhưng mà sau đó khi mùa đông crypto kéo tới thì những bitcoin đó những người mà không có lòng tin lâu dài họ bán bitcoin của mình và bitcoin đã được thu vào những ai Bitcoin được thu mà bởi những người mà có lòng tin dài hạn, rất là dài hạn Có thể là những người này là cái lòng tin cực kỳ tuyệt đối về tương lai của Bitcoin Cho nên họ cứ thu mua năm này qua năm nọ và họ thu mua tại vì họ có tiền Có thể là những người này không phải là những người mà họ mua để cho họ chờ có giá để mà bán Giống như là nhiều người lưu trữ vàng, các bạn cũng biết là nhiều công ty, nhiều tư nhân mà có tiền lưu trữ vàng đó Thì mỗi năm, mỗi tháng họ đều mua thêm vàng và họ mua để mà dự trữ lỡ như mà một ngày nào đó cần thiết chứ không phải là họ mua để coi coi khi nào mà giá lên để họ bán tại vì họ đã có nhiều tiền thì chúng ta thấy được là tình trạng tương tự tư cũng xảy ra mỗi lần mà chúng ta thấy thời gian trôi qua đó chúng ta có được tăng trưởng như năm 2013 như năm 2017 và thậm chí đợt này cũng vậy thì khi mà giá tăng trưởng ta thu hút thêm nhiều người mới vào nhưng mà khi mà giá tăng trưởng thu hút thêm nhiều người mới vào thì khi mà họ rời khỏi tại vì lúc mà mùa đông crypto đã kéo tới giá cả sụp thì những bitcoin đó đã được thu mua bởi những người mà lưu trữ dài hạn có lòng tin tuyệt đối và đây là một dẫn chứng cho các bạn thấy được là những người mà lưu trữ dài hạn đó càng ngày càng nhiều hơn và họ càng ngày càng lưu trữ nhiều bịch khôi hơn.